Quý vị và các bạn, động Hoa Lư là một địa danh nổi tiếng gắn liền với vua Đinh Tiên Hoàng. Và đồng hành với tôi trong hành trình ngày hôm nay có bác Bùi Minh Tân, là một người con của quê hương xã Gia Hưng ạ. Động Hoa Lư có nghĩa là động Thung Lao. Động Thung Lao. Vâng. Ở đây thì cháu thấy là có hai câu đối. Vâng. Thì không biết là hai cái câu đối này có nghĩa là gì ạ bác? Ý muốn nói rằng là người nào có tâm vào tới động Hoa Lư thì tâm hồn càng trong sáng hơn, càng tốt hơn. Dạ vâng. Mời chị ta vào trong này. Đền ngoài này là thờ vua Đinh. Chào bác ạ. Chào. Đinh Bổ Lĩnh là con cụ Đinh Cung Trứ, quê ở làng Đại Hữu, tức là Gia Phương. Đi là về ở Trăn Châu với mẹ ở đền Sơn Thủy của Gia Thủy. Và hàng ngày thì cụ bơi qua sông để sang đây là tập trận. Tập trận thì vì có tài, có giỏi cho nên chỉ huy là trẻ trâu nào cũng phải thần phục. Và chính cái nơi này là cái nơi mà cụ trực tiếp đứng chỉ huy. Và sau đó đền thờ được dựng, tương truyền là được dựng ngay tại cái chỗ mà ông ta chỉ huy. Đây là đã được đổi mới, được xây dựng cách đây gần 10 năm. Còn trước đây là nó nhỏ hơn. Thưa bác, là ở đền thờ vua Đinh hiện nay thì còn lưu giữ những cái hiện vật cổ nào không ạ? Có rất nhiều hiện vật lưu giữ lại. Nhưng mà cổ nhất và tôi rất rất quý chính là cái bài thơ của Lã Xuân Oai. Đây là bài thơ đấy ạ. Bài thơ của Lã Xuân Oai. Dạ vâng. Viết từ thời Tự Đức. Viết từ thời 1871. Rất là lâu rồi. Vâng, rất lâu rồi. Lâu rồi mà cháu thấy ở đây là những cái nét chữ nó vẫn rất là rõ nét ạ. Rồi, vâng. Bài thơ này thì có ý nghĩa gì ạ bác? Ý muốn nói tức là công đức của là Đinh Tiên Hoàng Đế rất rõ ràng, rất sáng chói, mọi người đều phải kính cẩn. Dạ vâng. Ông Tân ơi, đây là ao vua đúng không ạ? Vâng. Đinh Bổ Lĩnh trước đây là đi chăn trâu cho chú là Đinh Thúc Dựng và dùng con trâu đó để mà thịt, để khao quân. Cho nên ấy là sợ rằng là chú đánh, cho nên khi thịt trâu rồi mới cắm cái đuôi vào cái vách đá kia. Đấy. Bên kia. Vâng. Và khi là chú hỏi rằng là trâu đâu thì chỉ vào cái đuôi đó. Chú đuổi theo để đánh. Đấy. Và về đến Điềm Giang thì coi như là có rồng hóa để đưa ông đi. Có thể nói rằng là ông ấy dám quyết đoán, không sợ rằng là mất trâu. Đấy. Và rồi biết cái công ơn của anh em hộ vệ mình, tức là quân sĩ. Và để cho anh em được thưởng thức cái món trâu, công sức của mình chăn nuôi, mình làm nên. Nhưng mà thể hiện rõ cái bản lĩnh, cái ý chí của cái người ấy, là đứng đầu sau này. Rất là quyết đoán. Vâng, rất quyết đoán. Tích của nó như thế. Và để ghi lại cái tích của khao quân này và cái ao vua kỷ niệm này thì mới rồi có tôn tạo lại cái ao này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là đến với Gia Hưng, quý vị và các bạn không chỉ được
tham quan những di tích lịch sử mà còn cảm nhận được những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc Việt.